Bây giờ ông bà với em bảo là không bán được. Đang chuyển hỏi ý kiến của anh xem anh như thế nào vậy ạ. Sao lại hỏi ý kiến của anh? Cái đấy thì em chỉ bảo anh thôi, cái chuyện đấy thì làm sao mà anh mà vào can thiệp được, anh cũng chỉ là nói nhắc nhở cho các em. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào thăm em Quân và trao một hai cái phần quà tới cho em Quân cùng với lại ông bà thêm một chút cô bác này. Trong khoảng thời gian qua thì cháu Lực ít khi xuống được nhà của em Quân cô bác. Nhà em Sử thì đang dần vào hoàn thiện, cho nên là cháu Lực phải là ở trên đấy nhiều hơn cô bác, để có sợ rằng có thêm trong lúc mà cháu Lực không ở ấy, thì sợ rằng là có thêm nhiều chuyện nó phát sinh xảy ra cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cậu đi đi gấu, đi 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 gấu, đi đi trước đi, hỏi đi trước đi. Hôm nay thì cháu Lực có đem là hai cái phần quà tới cho em Quân. Phần quà đầu tiên là của hai chị Nguyệt Thúy gửi cho em Quân một bộ dao. Đây thì bộ dao này thì hôm trước là chị hai chị Nguyệt Thúy cũng đã gửi cho em Sử với em Hải một bộ rồi, và gửi cho em Quân ở bên anh chị Quyền Điển một bộ rồi, và bộ hôm nay thì là dành tặng cho em Quân cộng thêm là cái ba lô này, trong đấy thì có thêm một số đồ nữa cho em Quân với lại bé Hiếu của bác. Đấy, thời tiết ở trên vùng cao thì ở mùa này khá là lạnh cô bác. Ở đây thì chắc không phải là ở chỉ riêng vùng cao đâu, mà ở dưới xuôi hay là các bác đang ở bên nước ngoài thì cũng khá là lạnh. Nhưng mà ở trên vùng cao thì nó lại phải nói là cái không khí lạnh thì nó ui cái không khí lạnh thì nó không biết là lạnh hơn cô bác không. Đây cháu Lực không có gì diễn tả, nhưng mà ở trên vùng cao thì bà con là hay vận động chân tay nhiều cô bác. Dù lạnh như thế này thì cũng phải là đi ra ngoài để làm ruộng này, đi lấy cỏ, đi lấy củi này về thì mới có cỏ để cho cũng như là rau để cho lợn ăn cô bác. Ở đây thì khi mà cháu Lực không xuống được ở nhà em Quân ấy, thì cháu Lực cũng là thường xuyên là điện thoại cho em Quân là hỏi là ở nhà em có chuyện gì không, hay là ông bà có ốm đau gì không các bác. Chỉ sợ rằng là lúc mà ông bà ốm đau ấy thì em ấy không biết là phải nên nhờ ai để mà đưa đi vào viện thôi, đưa đi vào viện. Nào gấu đi chơi đi, gấu đi chơi đi. Hai hôm nay thì trời nó còn không có mưa các bác, nó chỉ lạnh thôi. Nếu mà còn mưa theo mưa phùn nữa thì thực sự ra những cung đường này thì đi rất là khó. Nhưng mà khi mà cháu Lực nhận được những cái tấm lòng vàng hay là phần trợ duyên hay là món quà của các bác gửi tới cho hoàn cảnh, thì dù cái quãng đường như thế nào thì cháu Lực không không có ngần ngại các bác. Đấy, đằng sau cháu Lực thì luôn luôn có các bác đồng hành rồi. Đấy, hôm qua thì em Quân với lại bà ra đây đào sắn này các bác này. Không biết là em ấy đào sắn về để làm thức ăn hay là về để cho lợn.
lợn của nhà em Quân này là chỉ có một con thôi. Không biết là ông đang đi đâu được các bác này. Đây cú. Tiếp đâu nhà này cú. Thằng ông rồi nhá. Ông thì đang chuẩn bị lại đi cắt cỏ. Quân rừng rồi gì này cú. Cái đó hốc nào này. Ồ. Thì ông thì còn phải đi lấy cỏ này các bác này. Thì hầu như là ông đi lấy cỏ rất là sớm. Ông thì hôm nào là cũng phải đi lấy cỏ. Còn em Quân thì có khi là đi hộ người khác, có khi là đi đi lấy công đi, hay là đi làm thuê các bác. Bây giờ thì Cháu Lực cũng đi xuống là em với em Quân một chút. Ông thì một tí nữa đi lấy cỏ. Bây giờ thì Cháu Lực sẽ đi xuống dưới gặp em Quân, rồi thì sẽ cùng em Quân là lên trên này hộ ông là lấy cỏ sau. Đường đi vào nhà em Quân thì phải nói là khi nếu mà khi mưa các bác thì rất là khó đi. Quân thì đang cuốc đất à? Cuốc cỏ à? Rồi anh chào Quân nhá. Em chào anh ạ. Con chào tất cả quý ông bà chú anh chị ạ. Không biết lạnh à? Không ạ. Bây giờ thì để quà của Quân ở đây một chút các bác, cùng Quân xem về một chút là cái phần hôm nọ mà bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà ra hướng dẫn trồng, thì bây giờ hiện tại là còn sóng nó chết này các bác. Đấy, ở đây thì còn sóng các bác nhá. Tất cả mọi cái phần lá của nó thì đã nhô nhô lên một chút rồi. Ra đây lâu chưa? Ra lâu rồi. Hả? Vừa mới ra. Vừa mới ra thôi à? Quý gà đấy. Này thì đừng để cho trâu nó vào nhá. Trâu nó vào nó ăn cái phần cuống là hết luôn đấy. Đấy, anh thì cũng thấy lên cỏ nhiều rồi. Cuốc cuốc một chút thôi, đấy như này là vừa rồi. Có hai cuốc không? Ôi bà thì vừa đi đâu về đúng không các này? Bà thì đi thì phải nói là một cái dáng người mà rất là khom lưng rồi các bác. Ở đây thì bà năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi. Thôi nhưng mà vẫn phải cố gắng để làm các bác ạ. Thấy ông thì đi lấy cỏ. Mỗi người làm một việc, cô bác ạ. Quân thì ra đây để làm cái công việc mà cũng như là gọi là chăm sóc cái phần cây cối này. Còn ông thì đã đi lấy cỏ từ rất là lâu rồi. Ông thì đi lấy cỏ được một lúc rồi cô bác ạ. Có dao ở đây không Quân? Không, lúc đây em không cần đâu. Đi lấy thêm một cái cuốc ra đây để anh cùng làm cho nó nhanh. Lấy thải nữa. Anh Quân lấy thêm một cái cuốc hay là lấy cái dao ấy? Cái cây này là cây lê này cô bác này. Còn ở bên kia là cây mận. Cứ một cây lê xen kẽ với lại một cây mận. Đấy, ở đây là cái thành quả mà độ tầm 2 năm nữa khi mà nó có cỏ lên, có quả lên đấy, thì phải nói là một cái thành quả rất là lớn cô bác ạ. Cũng như là tạo cái phần kinh tế cho em Quân luôn. Đấy, hai anh em thì có thể là đến mua quả thì lấy nguyên quả đi bán thì nó cũng gọi là cũng ok lắm rồi đấy các bác. Bây giờ chỉ việc là chăm sóc thôi. Mọi ở đây thì bác Chiêm bác không có bác không có nói với lại em Quân rằng có bác sẽ hỗ trợ cho em Quân là bao giờ mà ra quả thôi. Đấy, phải nói là một phải nói là bác rất là chu đáo của bác ạ. Không chỉ là đem cái giống cây cho em Quân mà ra đến tận nơi để mà gấu hướng dẫn em Quân để mà trồng nữa. Gấu anh Quân thì thỉnh thoảng thì lấy dao phát cỏ này đi nhá. Đấy, chịu khó chăm sóc một chút. Gà nó nhổ, có con mà. Vâng ạ.
Gà này mới đẻ lứa đầu hay sao nhỉ? Dạ. Thấy chưa biết cách chăm con được. Đấy, con thì ở trên này này. Nào gấu, đi đâu? Không đi ra kia. Cái này đây, vẫn còn sống nhá, chưa có cái nào chết được các bác nhá. Cuối tội là bây giờ chưa, nó chưa lên lá đâu. Mấy hôm nay thì ông bà đi đâu làm gì? Cả em nó đi đâu làm gì? Hả? Em thì mấy hôm nay em lên trên kia đám ma. Đám ma? Đi hộ nhà người ta à? Vâng. Thế trước là nhà người ta có ra nhà mình không? Có ạ. Ra hộ không? Có à? Vâng. À. Mấy cái cây lê này thì có nhiều lá hơn đúng không? Mấy cái lê này. Không ạ, cái này là em nối nước ra để tưới à? Vâng ạ. Nối ra tận đây luôn à? Vâng ạ. Này, phải rào ở chỗ kia lại nhá, đừng để cháu bò ra ăn cỏ nhá. Vâng ạ. Chứ không mà nó ăn cái cuống, cái trên này này. Vâng ạ. Là nó không lên được đâu ấy. Vâng ạ. Anh cố gắng mà chăm sóc độ tầm 2 năm nữa thì là có quả rồi, hơn 2 năm là có quả rồi. Còn về cái phần giống ấy thì hôm nào là cái phần mà phân bón ấy, hôm nào mà cần bón ấy thì là bác Chiêm là bác sẽ ra thêm một lần nữa. Đấy, phơi phới xung quanh một chút để cho nó. Cái này thì mai em lại lấy ra ra phát cái cỏ quả cái cỏ đi nhá. Vâng. Cây này thì nhiều hơn. Hôm qua thì bác có nói với cháu Lực rằng là nếu mà nó ra quả các bác thì phải bẻ đi này bác này. Cô bác này, đấy. Nó ra quả này thì mình chưa thể là cho nó có quả được. Mình phải bẻ đi. Ôi anh nghi cây này. Cây này ổn không đây? Có ạ. À vẫn ổn. Đây. Ở đây thì lại ghép thân thì là thân của vẫn là như nhau thôi, chẳng qua lá nó còn non quá. Ở đây thì hầu như là chưa có cây nào bị chết cả các bác ạ. Cây nào cây đấy thì vẫn còn gọi nó là rất là cái sức sống của nó rất là khỏe mạnh cô bác. Anh em mà làm một lúc thì phải là nghỉ ngơi thêm một chút rồi cô bác. Ôi, cây này hoa hoa gì nhìn đẹp đẹp này, như kiểu hoa bạc hà đấy. Hay, nếu mà anh em cứ gọi là ở nhà chơi không ấy thì rất là lạnh, nhưng mà một khi mà anh em mà đi ra ngoài mà vận động chân tay một chút các bác thì không có bị lạnh chút nào. Rồi, như là ngôi nhà của em Quân cô bác cũng nhìn thấy rằng là một cái ngôi nhà mà nó cũng rất là bé thôi, để mà gọi mà khang trang thì nó cũng không có khang trang được bao nhiêu cả. Ngôi nhà này thì ui con gì đây, ngôi nhà này thì bố của Quân là trước khi bố của Quân mất là bố của Quân cũng có làm được cái ngôi nhà thành cái khung rồi, còn ở phần bên ngoài thì cũng chỉ gọi là làm để tạm thôi. Hiếu gì đi học thì một tí ai lại đi đón? Tí bà đi ạ, em ở nhà lấy cỏ. Tí bà đi là em ở nhà lấy cỏ à? Vâng. À. Thế vừa rồi ông lại đi lấy rồi, em lại đi lấy thêm à? Vâng. Mai dậy sớm thì lạnh, ông đi cắt được.
Là đến buổi tối là mình phải đi lấy rồi đúng không? Vâng. Hôm nọ anh thấy sắn ở trên kia là đào về để làm gì ấy? Đào về để nấu cho con lợn ạ. Đào về để cho lợn ăn à? Vâng. Thế bé Hiếu thì mấy hôm nay là có ốm đau gì không? Có chuyện gì không? Không ạ. Thế mấy hôm nay buổi sáng sớm thì lạnh như này thì bé Hiếu thì bà đưa đi mấy giờ? Hôm nay thì bà không đi được, em đi thôi. Hôm nay là tầm 5 giờ là phải dậy chứ ạ. 5 giờ là phải dậy. Đó. Thế như em ăn cơm buổi sáng em đi làm, em đi học thì em ăn cơm bằng cái gì? Em chỉ xào cơm cho thôi. Xào cơm á? Đó. Thế ở nhà thì thức ăn này kia một cái thì hết chưa? Thịt, cá kiếc này hết rồi chứ? Hết rồi. Còn mắm muối mì chính thì chưa hết à? Vâng. Thế để lần sau anh xuống thì anh sẽ mua cá lên, mua cá hay là mua thịt cho nhá. Vâng ạ. Cây này như kiểu sắp chết rồi nhỉ? Không, đó cây này chuẩn bị mọc. Cây này là chuẩn bị mọc và mầm lá một chút này cô bác này. Bà thì đang ở nhà là hình như là đun nước hay sao các bác ạ? Cái kia là em làm trường đúng không? Vâng ạ. Đây là một mình em không làm, là ai làm em? Cùng ông làm ạ. Cùng ông làm à? Vâng ạ. Thế là ông nọ anh bảo là em làm đây đúng không? Vâng ạ. Ông nọ thì bác Thảo đó cũng có gửi cho em Quân là 2 con dê của bác. Hiện tại thì cháu Lực chưa có thể là mua dê được cho em Quân. Bây giờ thì chỗ chuồng dê thì Quân đã cùng ông là làm xong hết rồi. Bây giờ thì gọi là mình tận dụng lại cái phần là dưới sàn nhà thì mình sẽ để nuôi dê luôn. Nhưng mà nuôi dê này thì em có sợ sợ sệt gì không? Không. Như kiểu sợ người ta là cho ăn những cái thuốc mà độc ấy. Sáng mình đi phải đi chăn ạ. Phải đi chăn đúng không? Vâng ạ. Ở đây thì hôm nọ là hai em Hưng Thuận các bác thì cũng có không biết là người nào mà ghen ăn tức ở ấy thì là không biết là cho thuốc hay là làm cái điều gì. Dê của nhà em Thuận thì đã bị mất một con rồi ấy. Hôm nọ thì đáng nghe ra là cháu Lực đã mua được dê rồi, nhưng mà đến cái hôm đấy thì cháu Lực thấy nhà của em Thuận như vậy ấy, thì cháu Lực lại suy nghĩ lại là chưa có mua chuộc cho Quân thì cháu Lực phải tìm hiểu thêm một chút nữa thì cháu Lực sẽ mua cho em Quân các bác. Bây giờ thì hiện tại là vào cái mùa mà mùa đông rồi cho nên là phải cân nhắc lại thêm một chút này. Dê này thì bây giờ nếu mà mua thì phải đi tận dưới huyện thì mua thì mới có được cô bác ạ, chứ không là không có đâu. Quốc xong đấy là ngồi nghỉ một lúc đây. Đó. Thấy cũng tương đối là mệt rồi. Đấy, cái cây này thì vẫn còn cây này đang phát triển rất là tốt của bác. Cây nào hầu như là cây nào cái đấy thì cũng đều phát triển rất là tốt, chưa có cây nào mà bị chết hay là bị bệnh hả của bác ạ? Bẻ cái cành cây đi. Đấy, hôm nọ là mấy anh em trong quá trình mà trồng thì vẫn còn hôm nào là mấy anh em trong quá trình trồng ấy thì có làm gáy 1-2 cái cành. Bé Hiếu thì đi học thì đến chiều lại về à? Đến chiều thì chiều tối tối này thì bây giờ đến mùa đông đi đón sớm hơn nên là vẫn bằng giờ đấy đi đón. Vẫn bằng giờ đấy thôi ạ. Vẫn bằng giờ đấy đi đón. Bây giờ thì đến mùa đông ấy thì mặt trời hầu như là không có mặt trời mấy cô bác, cho nên là rất là tối sớm. Đấy, con chó mình đi theo thì thành ra là nhà Quân là không nuôi chó đúng không? Đó. Đừng có bẻ thế, đừng có thế. Đó. Đừng có ấy, nó thấy nó đang yếu ấy. Đó. Thế như chuyện hôm trước ấy có một cô ấy, cô ở dưới bây giờ anh thì chưa thấy nói vội, cô điện cho anh rất là nhiều lần rồi, muốn ngỏ ý là đưa bé Hiếu để ngỏ ý là muốn lấy bé Hiếu để đi nuôi ấy, thì cô cũng giả số tiền khá là lớn. Hôm qua là cũng có người ra hỏi bà với ông bảo là ra mua em Hiếu ạ. Mua? Vâng ạ.
thì họ cho 150 triệu. Thì bây giờ ông bà với em bảo là không bán được, đang chuyển hỏi ý kiến của anh xem anh như thế nào vậy. Sao lại hỏi ý kiến của anh? Cái đấy thì em chỉ bảo anh thôi, cái chuyện đấy thì làm sao mà anh mà vào can thiệp được. Anh cũng chỉ là nói nhắc nhở cho các em. Bây giờ thì hai anh em đã ở với nhau, ai nấy cũng đã lớn rồi. Bé Hiếu thì hiện tại thì vẫn còn là rất là nhỏ, nhưng mà bây giờ thì em làm cái gì thì bé Hiếu cũng không có biết cả. Hôm qua là có người ra tận nhà hỏi à? Người ở đâu? Họ có người xa lắm ạ, em cũng không biết chỗ ở. Thế sao người ta lại biết gia đình em mà ra hỏi? Em cũng không biết ạ, chắc là họ hỏi xung quanh thôi ạ. Họ hỏi xung quanh ạ? Vâng ạ. Thế họ hỏi xung quanh thì ông bà thì muốn bán hay là như nào? Không được, không cho bán, em không cho bán được. Thế ý của ông bà là như nào? Ý của ông bà thì có muốn không? Ông với bà cũng không muốn ạ. Xong là nói mấy câu xong là mấy chú kia cũng đi về thôi ạ. Mấy chú kia? Vâng. Là về bao nhiêu người? Về 2-3 người ạ. Về 2-3 người? Vâng ạ. Con trai cả? Vâng, trai với gái ạ. Thế có mấy người con trai? 2 người con trai ạ. 1 người con gái ạ? Vâng ạ. Ra đến tận nhà luôn? Vâng ạ. Thế thì chắc là do là biết là gia đình của Quân là có hoàn cảnh như vậy không bác? Thành ra là bây giờ tiền mọi cái thì nếu mà để mà em Quân ấy, em Quân thì còn nhỏ thì không phải là nhỏ quá, nhưng mà để mà số tiền là 150 triệu thì em ấy không có biết, em chỉ biết là một con số lớn thôi, chứ không biết là số tiền đấy để mình có thì mình làm được cái việc gì cả. Đấy. Người ta bảo cho 150 triệu á. Vâng. 150 triệu tiền đấy không lớn thì sao em không suy nghĩ lại hay là như nào? Em có bao giờ suy nghĩ lại như thế không? Không. Vẫn là ý nghĩ là một câu rằng là muốn cho bé Hiếu ở với mình suốt đời đúng không? Vâng ạ. Đấy. Quân thì mặc dù là tiền ở trong gia đình các bác thì để mà thiếu thì vẫn thiếu được, nhưng mà nếu mà để mà bán em gái đi để đổi lấy 150 triệu ấy, thì cái điều đấy em Quân không có làm các bác. Ở đây thì cái câu chuyện này nó xảy ra thì em Quân nói với cháu Lực thì cháu Lực mới nói ở lên trên kênh. Quân là một người anh mà phải nói là cực kỳ mà yêu thương người em mình vô điều kiện luôn các bác. Thậm chí là nếu mà đi học ấy, thấy bạn bè mà mua kẹo hay là mua quần áo mới ấy, Quân còn phải đi làm thuê để mà mua cho em. Ở đây thì không phải là chiều em có mức là mua cho em cái điều đấy cả. Thấy em gái mình cũng không có quần áo mới để mặc như trước kia ấy, từ lúc mà cháu được lên chia sẻ thì cũng được rất là nhiều các bác là gửi quần áo này, gửi quà cho rất là nhiều. Thành ra là bây giờ hai em cũng quần áo thì cũng gọi là đủ mặc rồi. Còn Quân thì những áo khoác đâu, sao không mặc, sao lại mặc áo mỏng manh thế này? Ra đây làm thì nóng ạ. Ra đây làm thì nóng à? Vâng ạ. Áo đi cài mấy cái cúc này vào đi, đừng để cho nó như kiểu là vâng. Nó như kiểu là bị rách, nó bị phanh phanh ra ấy. Đấy. Áo cổ thì gấp nó gọn xuống. Vâng. Áo này thì áo này thì được bác nào gửi cho nhớ không? Em cũng không nhớ được. Thảo đố. Bác này thì được áo này thì được bác nào gửi cho thì còn nhớ không? Có. Bác nào? Bác Thảo đố. Bác Thảo đố thì cũng phải nói là một người mà rất là thường em Quân, với lại những hoàn cảnh mà cháu được đang đi chia sẻ với các bác. Ở đây thì bác chính tay bác đi lựa chọn những cái món đồ xong là gửi từ bên nước ngoài sang, gửi từ bên kia sang, thì mỗi lần bác chia sẻ với cháu Lực rằng là ở đây là không phải là bác ấy chia sẻ với Lực, mà khi mà cháu Lực nhận được đồ ấy thì cháu Lực nhìn thấy cái cước từ bên đấy sang ấy, rất là cao các bác, gửi tới tận là 5 đến 4 thùng liền. Mỗi thùng thì rất là nặng, mỗi thùng thì nó rơi vào tầm là 30-40 kg rồi. Hôm nay thì nói là lại nghe câu chuyện của em Quân thêm một lần nữa để cháu Lực cũng phát hiện ra là dù mà để mà đánh đổi em lấy tiền thì em cũng không có bao giờ mà làm điều đấy, cố chịu khổ để mà mình cố gắng đi làm để mà làm sao mà lo cho bé Hiếu một cái cuộc sống mà nó
ấm cúng hơn một chút, mặc dù đã thiếu đi cả tình cha lẫn tình mẹ rồi. Mẹ thì có gọi điện thoại lời bên lần nào không? Mẹ của bé Hiếu ấy? Không ạ. Cũng không luôn. Vâng ạ. Mẹ của bé Hiếu thì phải nói là rất là nhẫn tâm của bác ạ. Bỏ đi từ rất là sớm mà đằng này lại khi mà bỏ đi ấy, còn không có làm được giấy khai sinh cơ, mà điện đi thì chặn số luôn. Gấp quần áo gấp gọn là cái cổ áo xuống. Đấy rồi anh em mình đi làm tiếp xong là còn bây giờ thì còn vài cây nữa các bác, thì cháu Lực cũng sẽ cùng anh Quân là đi xuống nhà của anh Quân xong là gửi cái phần quà tới cho anh Quân. Không khai khá với lọ. Cái cỏ này thì cắt nó đi Quân ạ, cắt nó bật ngắn đi. Em lấy để dành, mùa này không có cỏ liên máy thì em để dành. Lúc nào đến mùa đông không có chỗ đi lấy thì em mới cắt ạ. Thế thì phát cỏ xung quanh cái lúa đây. Còn cái phần ngoài thì cứ để cỏ cho nó phát triển xong là cắt đi. Nhưng mà đừng để nó phát triển quá nhá. Không nó hút chất dinh dưỡng của cây đi. Ôi, con gà kìa. Con gà này rất là hung dữ, của bác gà này nó đang có con đấy. Nhìn trông như kiểu nó muốn mổ. Quân đã lấy cái ba lô với lại cái hộp kia về nữa. Đây đưa Quốc cho anh. Ở tối nay eo hợp bác luôn à. Đây Quốc là của nhà bác bên trên à? Vâng ạ. Cái tí này mang giả. Vâng. Thế để đây luôn nhá. Vâng ạ. Tí mang giả bác nhá. Vâng ạ. Rồi, cầm đi về đi. Dép đâu rồi? Để làm gì trên này ạ? Dép để trên nhà. Đáng lẽ ra là phải đeo ủng thì nó mới ấm hơn. Ủng thì nhà Quân thì cũng có các quần. Cái ủng như là anh mua, anh mua cho Quân đây nhở? Hôm trước là bác Chiêm để cho. Hả? Hôm trước bác Chiêm để một cái cho. Hãy giúp bác cho. Bà Chiêm đúng không? Anh cầm em rửa chân tiếp. Rửa chân cho tay đi. Là hôm nọ là bác Chiêm là bác ấy để có một đội ủng rồi các bác. Cháu Lực cũng chưa mua ủng cho em Quân, chắc là để hôm nào mua ủng cho em Quân sau vậy. Cái nguồn nước này là nguồn nước sạch à Quân? Kéo lấy để nước cho bò uống ạ. Cho ai? Lấy cho bò uống ạ. Cho bò uống nhưng mà bò mùa này là phải lấy đun nước chứ? Vâng ạ, lấy về thì đấy xong mới lấy lên đun ạ. Đây ở phần phía cái lán bên này này cô bác này thì được em Quân là mượn của nhà chú là ở bên này. Ở đây thì không phải là chú ruột đâu các bác, chỉ là gọi là chú hàng xóm thôi. Đây, chú này thì hai vợ chồng chú thì đi làm, thời gian là không có thời gian ở nhà cho nên là Quân cũng mượn lại cái chuồng đấy để mà cho bò của mình về ở đấy. Đấy còn ở đây là cái chuồng mà hôm nọ là Quân với lại ông làm một chút rồi các bác này. Thì trong một thời gian tới thì cháu Lực sẽ mua dê cho em Quân, để cho em Quân có dê để mà nuôi nữa. Bây giờ thì cháu Lực cũng phải là tìm hiểu thêm thật kỹ thì cháu Lực mới dám nuôi các bác. Còn bây giờ thì đi vào nhà của Quân một chút các bác này. Bà thì
Nhưng mà nông thường ổn hơn đấy, nông chợ nông có nông tàu phi ăn chú cầm thêm hơi nông cơm mặt thêm hơi để đủ cho bé chứ. Vừa rồi bà có nói về bé Hiếu, các bác bảo là hôm nay chắc là đi học thì rất là lạnh rồi. Tất thì bé Hiếu cũng có nhiều đúng không? Sáng thì cho em một đôi tất, xong lại lúc về thì chịu khó giặt nó đi, giặt đi xong rồi phơi. Vâng ạ. Quân để lấy cái thùng quà, thùng ba lô. Ba lô. Ba lô hay dâng lên ngoài đi, mà dâng lên ngoài. Là khoe cái bé ngoan đấy cô bác, khoe cái bé ngoan cho cháu Lực này ngoan đấy. Đi học thì cũng được là hai cái tấm phiếu bé ngoan rồi. Đây, đây là cái phần quà của bác Thảo Đỗ, bác ấy gửi cho. Ở đây thì bác gửi cho cháu Lực là hai, hiện tại là cháu Lực nhận được là hai cái thùng, là hai thùng là cháu Lực nhận được của bác. Thì lúc mà cháu Lực nhận được ấy thì bác không có bảo cháu Lực rằng là đổ trong đấy, thì bác lại xe ra để chia ra cho các em ấy. Thành ra là cháu Lực bóc ở từ nhà trước rồi, cái nào mà cho em Quân ấy thì cháu Lực sẽ đưa cho em Quân, đúng không bác? Còn ở đây thì khi mà cháu Lực gọi cho bác ấy thì bác cũng là nói với cháu Lực rằng là nó mở như này, của bác này mở như này là bên hình như là bên gửi đồ, gửi đồ ấy, mình gửi đồ từ bên kia sang thì người ta phải mở ra kiểm tra ở bên trong xem là có phải là đúng cái hàng, đúng cái hàng không, sợ người ta là gửi chất cấm ấy. Thành ra là bác ấy phải là người ta là phải mở ra xem. Quân mở túi ra cho bà ăn. Bà thì con được kẹo đấy không? Không thì một tí để cho ông, cho bé Hiếu nhá. Còn đây thì cũng đây. Đây là bộ áo của em nhá. Đây là áo với cả quần. Đây là cái, đây là cái áo nhá. Cái áo này thì là áo giữ nhiệt này. Đấy. Áo giữ nhiệt. Đây là cái quần nhá. Đấy, cái này là quần này để cho em, cũng là quần giữ nhiệt. Mặc ở trong thì mình lộ lòng thêm một cái quần bò nó vào. Ở đây thì cũng là, ở đây là thuốc nữa. Cái này là thuốc nhá. Đây là thuốc, là thuốc hạ sốt đấy. Từ đây nha, xem nào. Hai cái lọ này là hai cái lọ màu đỏ là cho uống ở ban ngày nhá. Đây là thuốc, thuốc dạng là thuốc thôi nhá. Đây là thuốc hạ sốt thôi. Đây là thuốc hạ sốt thôi. Thuốc này thì bác bảo là rất là tốt. Đây là của ban ngày nhá. Khi nào mà sốt thì mới cho em uống nhá, không sốt thì không cho đâu nhá. Cái này là của ban đêm nhá. Đây, ban đêm thì nó ký hiệu là có cái mặt trăng ở đây này. Đêm là trước khi em đi ngủ là cho nó cho uống. Còn ở đây là thêm một cái quần nữa này, quần bò này. Đấy, đợt này thì bà thì không có, có nữa rồi các bác. Găng tay này là của bé Hiếu nhá. Găng tay này của bé Hiếu nhá. Nếu mà to quá thì để đấy xong rồi anh mua mới rồi nhá. Còn ở đây là kẹo này. Đây là cũng kẹo là của bé Hiếu đó. Hầu như là đây là kẹo nhiều đó. Kẹo này. Xem là bà với ông ăn được cái nào thì cho ông với bà. Hôm nay thì không có gặp bé Hiếu của bác. Bé Hiếu thì đi học rồi. Đây, bé Hiếu mà nhìn thấy kẹo này chắc là rất là thích luôn. Đấy. Cứ để vào đây này. Đấy, để vào đây này. Đấy, hết rồi đúng không? Đấy, còn là ba lô này là cho em nhá. Em đựng quần áo hay là đựng gì nhá. Còn cái này là lọ này là lọ Vaseline nhá. Là để mà môi cho nó đỡ nẻ nhá. Đây cho em cầm một lọ đi. Cho bà là cầm một lọ đi. Này ông ba mua lên nóng bạc lên tiếp một bạc thẻ không? Nãy à nè. Ở đây là phần quà của bác Thảo Đố nhá. Bác Thảo Đố thì bác có gửi cho em mà rất là nhiều quần áo rồi và rất là nhiều đồ rồi. Đấy, cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bác ạ. Trong thời gian qua thì bác đã đồng hành cùng bạn em phải nói là rất là nhiều hoàn cảnh của bác ạ, và gửi quà cho rất là nhiều hoàn cảnh nữa. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Ở đây thì bác cũng có gửi cho anh. Đấy, còn phần quà của anh thì anh đã bóc ở nhà rồi. Vâng ạ. Và trước khi bóc thì anh cũng đã điện cho bác rồi. Vâng ạ.
Đây thì có gồm có một đôi găng tay với lại một cái mũ nữa để mà đội đi. Còn cái phần quà này, đây là bộ dao của hai chị là Nguyệt Thúy là gửi cho em nhá. Đây, cái bộ dao này thì cháu Lực cũng mua là không nói giá với chị rồi, là 600 là 20.000 của bác ạ. Bộ dao này, bộ dao này thì cháu Lực cũng đã mua cho em Sử một bộ và em Quân ở bên anh chị Quyền Hiển là một bộ rồi các bác ạ. Cái này là người ta tặng kèm là cái này là để mài dao nhá. Cái này là để mài dao. Còn là bộ dao, ôi đợt này thì có vẻ như được tặng rất là nhiều cái nào các bác này. Thêm một cái dao hoa quả đấy, cái này là dao gọt hoa quả nhá. Đây. Và đây là ba con dao để mà con dao này là con dao chặt nhá, con dao để mà mình chặt hay là chặt những cái củi mà nó cứng ấy nhá. Dao này. Đây. Đây còn con dao này là con dao để mình thái nhá. Cũng là thái. Con dao này thì cũng là để thái nhá. Đấy, rồi. Đây, đây là phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy là gửi cho em nhé. Cái bộ dao này thì cũng rất là đắt tiền đấy, 620.000 cơ. Đây, cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy. Ở đây thì cái phần này thì cháu Lực cũng đã mua và nói giá cho chị Nguyệt Thúy hết rồi. Thành ra là cháu Lực sẽ không có nói nhiều thêm canh nữa các bác. Và cho cháu Lực xin được nói thêm một lần nữa thưa các bác, là 600 là 20.000 là ba bộ dao của bác ạ. Dao này thì rất là đắt tiền của bác. Dao này thì đặt ở bên hình như là cháu được đặt ở bên Tamao TV của bác ạ. Đây ở đây thì nếu mà bác nào mua ở bên kênh Tamao TV thì cũng đã biết rằng là bộ dao là bao nhiêu tiền rồi. Đây cháu Đức cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị hai chị là Nguyệt Thúy, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Ở đây thì không chỉ là gửi cho em Quân mà khi mà cháu Lực đi vào nhà em Sử ấy thì cũng gửi cho nhà em Sử này và gửi cho các bạn của Sử là Chờ Cát và thêm nhiều hoàn cảnh cháu Lực mà đang đi chia sẻ nữa các bác. Con cảm ơn hai bà. Hai bà. Con cảm ơn hai bà đã gửi quà cho con ạ. Con chúc hai bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Thầy Quân thì đến mùa đông thì chịu khó cố gắng mà giữ sức khỏe một chút. Áo đi làm thì cứ mặc cả áo dài tay vào nữa, áo ấm vào nữa. Chứ không là rất là lạnh nữa nhá. Bà thì cũng thế, xít mấy phò. Bà thì ở trong thì cũng mặc thêm áo len, thành ra là không có bị lạnh nữa các bác ạ. Thầy bà thì bây giờ chỉ có quanh quẩn là đi lấy được rau lợn thôi. Mùa này thì phải nó khá là lạnh. Đi lấy rau lợn thì bảo bà là đeo ủng vào. Ủng hiện tại là còn nhà có một đôi thôi à. Ông có một đôi đúng không? Là hai đôi đúng không? Và em chưa có này, bé Hiếu chưa có đúng không? Bé Hiếu hôm trước là bà lên chợ mua rồi. Hôm trước là bà lên chợ mua cho à? Vâng. Thế tất thì bây giờ tất thì đã đủ chưa? Đủ rồi ạ. Vẫn còn nhiều ạ. Vẫn còn nhiều đúng không? Vâng ạ. Áo quần của em thì có nhiều thì chịu khó thay cho em, đừng có mà để quần áo ở đấy xong là đừng có để cất để cho nó mới nhá. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì các em lớn rất là nhanh, có khi là sang năm sau, năm kia nó thì không có mặc được vừa áo đấy đâu đấy. Vâng. Hôm nay thì phải nói là khi mà cháu Lực đi xuống ấy, thì lại có một câu chuyện là người ta lên tận nhà để mà mua, gọi là hỏi bé Hiếu để mà mua cô bác. Đây thì cháu Lực sẽ nói là mua luôn. Đấy. Nhưng mà rất là may là bà với lại em Quân không có đồng ý ở cái chuyện này cả. Ở đây thì mặc dù là người ta trả rất là nhiều tiền thì là bé Hiếu, thì là gia đình của Quân thì chắc là cũng không có đến nớ lòng nào mà bán bé Hiếu đâu. Ông với bà thì lo lắng từ bé Hiếu lúc mà nhỏ rồi. Thế bây giờ thì ông còn đang đi lấy cỏ này nè, đúng không? Vâng. Thời tiết là rất là lạnh thì ông đó vẫn phải là đi lấy cỏ. Thì chắc là bây giờ cháu Lực của em Quân là sẽ phải lên trên xem ông mà lấy được như thế nào. Rồi thì sẽ hộ ông vác về các bác. Hay còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và xin cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và Mạnh Thắng Quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Con cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đã luôn theo dõi và ủng hộ con. Con cảm ơn ạ.
Vâng, con chào tạm biệt với ông bà, con xuống chị ạ.